cô thể nguyện thành viên và vô số Lê Thanh Tàn hôm nay. Cô vâng là vườn em ra những tinh thần là tất cả những niềm vui đã hiện lên sân này trên khuôn mặt của đội tuyển Long An. Trầm lên mỗi duyên trầu cao, ô vui quá ta bà Phật. Ngày xuân tặng trầm lên ngày trời mây, bà hai đang nói với thầy tám. Tôi sinh ra năm 2015 luôn gặp bà hai sao. Ông xui cũng đang nói với bà xui, trong giới thế hiện đó là chế tương lai. Hôm nay chỉ là nó có thể là tội mình tân lương. Đêm xuân để tròn đời chung thức thay ngày mai, tương lai niềm vui niềm cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyện. Cho đời để cho các vị đợi chờ đâu, xin mời chú rể của cô dâu sẽ để tạm thiên hoa quý ở đây.
Và cùng nắm tay nhau để tới thân bạn để cảm ơn tất cả các vị bằng những tách trà thơm ngon của gia đình nhà trai. Và trước khi đi thì xin giới thiệu trà này, trà của Ninh Bình, trà Việt Nam 100% không phải trà tàu nên không có vitamin. Các cô uống sức hận đầu khen ngon, đã vui thì xin mời có gì chúng ta ăn bánh kẹo cho thắm mời mình môi ta. Quê ta tình cảm giạt rào, bao nhiêu đám cưới, đám nào cũng đông được ngày hôm nay. Kiên và Tam nên vợ thành chồng cũng có đầy đủ. Cô các bác, các anh, các chị và các bạn trường ngoài sau đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ tới thương hòa để cảm ơn tất cả vị. Và chúng ta sẽ đón nhận tình cảm của chú rể và cô dâu. Và thay lời mời cho chú rể và cô dâu là chương trình văn nghệ 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Ninh Bình xin phép được bắt đầu và xin lưu ý với tất cả các quý vị. Và từ lúc chú rể và cô dâu bước vào phía cổng hội trường thì đài VTV3 của Nghệ An truyền hình trực tiếp lễ thành hôn của chú rể và cô dâu và những người nhà sống động chúng ta đang được truyền hình trực tiếp, nhà gái đang xem rất là rõ nét. Và sau đây chúng ta đến với giọng hát của Hiền Lụa với ca khúc Mười Nước. Mời mọi người càng khỏe thì Lụa hát càng hay. Một chào hoan thay để chào đón giọng hát của Hiền Lụa. Mấy khi khách đến trên nhà, tôi thang quạt nước pha trà mời người tới. Trà này vui lòng người ơi, mỗi người mỗi chén cho vừa lòng. Bye-bye.
không có lời. Thôi thế này là tôi đã không được, bởi vì là sau quay lại cũng như vậy, nhà cũng đợi một lời cũng vậy. Và tôi muốn là một lần nữa thì tôi sẽ được phiên bản cho các quý vị sau. Vâng, tôi được tiếng của các quý vị trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ở nhà Tam là con mẹ con cha, con đi lấy chồng, con của hai nhà, con ơi. Nhà gái xin có mấy lời chúc cho được. Kính thưa các cụ, các mẹ cùng bà con hai họ, hôm nay là ngày vui đẹp nhất của đôi đứa. Tôi xin thay mặt cho gia đình bên họ gái xin cảm ơn sự tiếp đón của họ trai đối với họ gái một cách rất trọng thể và mỹ mãn. Và tôi xin là chúc sức khỏe của là các cụ các mẹ của toàn thể là khôn trường là mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ôi, xin mời bác lại lắng một chút ạ. Xin mời bác ơi bác lắng lại một chút ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, trở về từ quê hương Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ạ. Vâng, có rất nhiều niềm vui và đặc biệt là một không khí rất là tuyệt vời. Mặc dù ngày hôm nay là đã trưa nhưng mà có rất nhiều các vị tân khách để cùng chúc mừng cho chú rể và các dâu. Chắc hẳn rằng bác cũng như các vị đến từ Nghệ An là vô cùng xúc động không? Vâng, và lấy chồng xa thì cũng có một vị trưởng nữa để nếu như muốn thăm quê thì cũng rất là nhanh được ạ. Vâng, và sẽ được chúc mừng bác đã là vâng ạ. Chúng ta cũng dành những giây được chúc mừng bác và cảm ơn bác đã có những lời phát biểu và cảm ơn sự nồng nhiệt của gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời các vị, đặc biệt là nhà nhiếp ảnh, anh hãy ghi lại những hình ảnh và không nên lơ là thế này, bởi vì có những lời phút thì tôi không thu lại đâu. Và rồi xin mời chú rể và cô dâu đứng lên ạ. Vâng, và chiếc hộp này là cái gì ạ? Và có một số thứ quà bí ẩn trong này đúng không? Chắc chắn rằng là kỷ vật cưới sẽ để ở trong này. Và đôi vòng nhẫn cưới nhỏ bé xinh xinh là một vòng tròn vô địch, là một minh chứng rõ nét nhất cho những lời thề non hẹn biển. Và ngày hôm nay thì chính thức chú rể và cô dâu sẽ trao kỷ vật cưới cho nhau trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Và từ đây nó có 3 phút nữa thì nói như thế nào để chú rể hãy làm như vậy thì không được làm trước, làm chúng ta sẽ phạt penalty. Và đặc biệt tối nay chúng ta sẽ phạt penalty, cho nên là nói điều chú rể làm đấy. Vâng, và sau đây chú rể và cô dâu lùi lại một chút ạ, 50 phân rồi. Vâng, như thế này ạ, chú rể quay về phía cô dâu 57 độ 3, cô dâu quay về phía 33 độ 7 ạ. Vâng, được chưa ạ? Và bây giờ thì chính thức chú rể và cô dâu trao kỷ vật cưới cho nhau ạ. Vâng, lúc này thì nhà nhiếp ảnh đang ghi lại những ngày tuyệt vời và những ngày đang được gia đình nhà gái đang xem trực tiếp ạ. Chúng ta cùng dành những tràng vào tay để chúc mừng cho thành viên và thanh tam trong ngày hôm nay. Xong chưa? Đang bảo quay lại đâu, vẫn đứng ở vị trí cũ mà. Đối diện, không phải đối kháng, không sợ. Anh thế này ạ, à, các quý vị biết là trong tình yêu thì đương nhiên là phải có những nụ hôn để chào nhau đúng không? Và hôn chỗ nào tôi không biết, không ai biết, không biết. Thì hôm nay là thanh thiên bạch nhật và rất là đông các vị tân khách có lẽ nụ hôn trọng vẹn chưa thể dành cho cô dâu, nhưng không được hôn lâu. Ở Thái Lan là có cuộc thi vừa rồi là hôn mà 42 tiếng, nhưng được lâu thế nhá, để tối chúng tôi sẽ hôn một nụ hôn trọng vẹn. Các quý vị đồng ý không ạ? Chúng tôi hãy thể hiện bản lĩnh của mình trong ngày hôm nay, đó là đặt lên gương mặt của người thân của mình kỉnh trí, được không? Khó quá. Thơm đi. Môi hay má nhỉ? Má đi. Cả môi à? Nếu mà chú thể có môi này bắt hôn má chú thể được. Vâng. Anh nghe được chưa? Nhanh nhỉ? Anh cũng nhanh hết. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn những chàng vào tay, đặc biệt là anh Nhất Bảnh đã có hình ảnh rồi. Một ngày không xa nữa thì được ngắm nhìn bức ảnh của chính mình. Hôn lại đi. Vâng, và sau đây xin mời gia đình nhà trai và gia đình nhà gái có những món quà thì cùng trở lên với thiên đồng trường để dành tặng cho chú rể và cô dâu trong ngày hôm nay. Và chúng tôi chưa kịp đăng ký và xin mời quý vị chúng ta tiếp tục trở lên với thiên đồng trường để cùng dành những điều kỳ diệu cho chú rể. Thật ra ai cũng nuôi con khôn lớn, lớn lên rồi xây dựng hạnh phúc mới thịnh trăm năm. Vâng, và bố mẹ thứ hai của cô dâu, bố mẹ của chú rể, đây là bố mẹ chung sẽ có một món quà dành tặng cho con, và xin mời bố sẽ đứng cạnh con trai. Một bức ảnh vô cùng tuyệt vời. Bố của cô dâu. Và xin mời bác đứng cạnh nhà. Xin mời bác dành những món quà cho chú rể của cô dâu. Vâng, mạnh lắm. Tối nay đeo. Tối nay. Bí mật, quà bí ẩn để tôi đi xem. Vâng, và nếu còn thì gửi sau ạ. Và xin được cảm ơn.
À, kính thưa các quý vị, thông gia thì như vốn nên kể, ông mong được rể, tôn chờ được dâu, gia đình nhà gái thì đã phát biểu rồi, gia đình nhà trai cũng có đôi lời trước là phát biểu. Thưa các vị khách quý, tôi đại diện thay mặt cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ, các bác, các ông, các bà, các anh chị em, thanh niên nam nữ đã không quản đường xá xa xôi từ Nghệ An và Y Mù lên đây giữ vui với gia đình, thưa tôi xin chân thành cảm ơn. Hôm nay là được sự nhất trí của chính quyền và cũng như sự nhất trí của hai bên cơ quan. Ngày hôm nay là được ngày lành tháng tốt, thì là được sự đồng ý của hai bên gia đình cũng như là hai cháu đã tìm hiểu với chín mùi. Chính thức ngày hôm nay là cái ngày lành tháng tốt, cháu Kiên tôi là chính thức là con trẻ của gia đình nhà bác Xuân. Cháu Tâm, cháu Tam thì là hôm nay là cháu của con dâu của gia đình nhà bác Đức. Thì tôi xin chân thành kính chúc hai cháu hạnh phúc và trăm năm và vui nhưng không quên nhiệm vụ. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn hai họ lần cuối cùng để trước khi ra về để hai bên mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng trong cuộc sống. Xin hết. Vâng, và như vậy là quãng đường đã đi được gần hết quãng đường được 99,9% rồi, rất thành công tốt đẹp rồi. Và Tiến rất ủng hộ Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa và một nhiệm vụ tới nữa thì không biết là chú rể đã có cái nhiệm vụ gì không nhỉ? Vâng, và các cụ. Ra vừa là tiếng tiếng cũng chào mọi người, cháu thay đưa tới chúc mừng cháu chú rể và cô dâu.